cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ ăn bún mắm nha. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Con ngoại nha. Cái là hồng bí hả? Bố cho anh chị. Mùi gì trời? Ăn nước của mẹ hả? Sao con mở được vậy? Đừng có làm nhân con nha. Mẹ cậu người sâu ấu vậy mẹ. Cậu ấu hả? Cậu ấu cho nó cao hả? Để bù xù hả? Để cột cho nó gọn á, để cho nó bù xù á. Nó bù xù ai cười? Mấy bạn cười. Con nói với bạn mình cứ cười nha, vậy đó. Con có chào cô chú cho các bạn chưa? Mình đeo nước không mà mình không ăn cái đó đâu. Mình nói mình ăn mì rồi. Bây giờ mình ăn gì? Nhà mình quay mình tính trốn quay, bạn bé này cũng lén rồi quay chung với mình nữa, nhiều chuyện lắm.